Nhưng mà đều gắn kết với những bán ở Việt Nam này, đúng không? Cái đó là mình muốn bán ở Việt Nam để sau này nó luôn đẹp, còn lấy thu nhập mình nó khác thu nhập người ta. Thì nên cái khả năng mình bỏ ra cái đó nó bằng một chiếc xe Honda. Đúng rồi, xe Honda nó thật đó, nói với người Việt Nam mua được cả một gia tài, anh nói đúng không? Có người nhiều nhất không phải, họ mua xe hơi. Nói xe Honda có nghĩa cái gì đó, ăn ngàn đó với nó, con nó chơi. Đường ngoài tâm nha. Rồi rồi, chụp đi cái. Chụp bên phòng á. Thôi, còn mấy cái còn đồ nhà không? Hai bác. Tính tặng là thôi, mấy cái này bỏ bê cá anh đồ. Cái cặp này là con định tính bắt cho bác. Em nói từ cái bác nè. Bác trên bê công rồi bác vô rồi. Bây giờ bác đã tụ tập thêm vừa Indo nè, vừa hổ bắc nè, vừa hổ Papua New Guinea cho đủ 5 bộ, 5 con bắt chưng một cái hồ riêng. Rồi, đáng giá là hổ bạc của mình, nó là không, mình không không đáng giá, nhưng mà người nước ngoài vẫn liệt vô nó là một trong năm dòng đó. Nó kêu là American hổ Mỹ mà. Thì bây giờ mình không đáng giá, nhưng mà mình sẽ làm đủ 5 con. À. 5 thằng trên thế giới có 5 thằng, thì mình có 5 thằng. Vậy đó, nó khác cái chỗ. Tại cái này đối với người ta, đối với mấy người khác nó đáng giá đâu. Đối với bác nó có đầy rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó phải chơi thì mấy con kia. Để cho một ở đây á là đang lo cái này, nó là cũng có giống nhớ quay mặt mình vô nha, để ta biết đúng không? Ta biết là mình quay mọi người đứng ngoài đúng không? Kiểu vậy anh cho số mấy gỗ dễ dàng đúng không? Để nuôi cái đó là nuôi chơi cho cỏ như này đủ bộ sưu tập nó rồi quăng lên bán luôn nha, bán luôn nha.